Thưa ông ấy, ông có thể giải thích thêm một tí nữa về cái chữ gọi là ngân hàng chui không? Tức là một loại cái như ngân hàng của người dân hay sao? Không, tức là các cái ngân hàng đó, đó khi mà bị kiểm soát thì tìm cách chúng ta là cho các cái thân chủ của mình, và thân chủ đó đó là các cái cơ quan hay là các cái công ty của địa phương hay là các cái doanh nghiệp của nhà nước được vay, nhưng mà vay không có ghi vào trong sổ sách. Ta dùng cái chữ chữ của Hà Nội gọi là ngoài biên chế, thí dụ như vậy đó, hoặc là chữ của chúng ta gọi là vay ngoại ngạch không có ghi trong sổ sách. Tức là ngày xưa cũng có ngân hàng chui à? Có Thế không, thì tức là không cũng vậy, ở nơi nào cũng có hết tất cả. Thế tức là khi mà bị kiểm soát nó như thế này thì họ phải lách qua bên kia, nhưng mà cái tình trạng ở Trung Cộng đó, đó thì nó quá lớn. Thế thành ra cứ sửa này qua cái khác đó, thì tại vì và vì vậy đó đó là họ cứ lòng vòng ở trong cái chuyện đó. Thế nôm na ra đó là họ tưới nước để chữa lửa và gây ra cái nạn úng thủy chỗ này, gây ra nạn lũ lụt chỗ kia. Thế và trong tháng 12, không, trong tháng 2 vừa rồi đó, đó thì một cái định chế quốc tế là ngân hàng thanh toán quốc tế, người ta gọi đó là Bank of International Settlements, là được coi như là cái ngân hàng trung ương của các ngân hàng trung ương. Họ đã có một cái phúc trình về cái hiện tượng ngân hàng chui hay là shadow banking của Trung Quốc, thì chịu khó đọc cái đó thứ nhất đó thì mới hiểu được, và cái thứ hai đó đã hiểu được rồi đó, rồi làm sao mà trình bày được cho những người khác hay không ở trong cái lĩnh vực đó có thể hiểu được. Thưa ông, lúc nãy ông cũng nói là trong 10 năm vừa qua thì Bắc Kinh gặp một cái vấn đề rất là sai. Bốn Sai tới đợt đâu là sai tới đâu sửa tới đó. bốn đợt họ sửa cái vấn đề này thì họ lại gây Đè ra ra cái khác. cái khác, thì tức là người ta mới gọi đó đó là liều thuốc đổ bệnh, hoặc là trong kinh tế học thì người ta có nói đến cái gọi là hậu quả bất lường, tức là giải quyết cái vấn đề này nhưng mà nhắm vào cái kết quả này nhưng mà lại có cái hậu quả bất lường, tức là không lường trước được, nó thành vấn đề khác, chạy qua dượt theo vấn đề khác giải quyết cái vấn đề khác đó, thì có thể giải quyết được cái vấn đề đó nhưng mà lại nảy sinh ra một loại vấn đề thứ ba. Và như vậy đó, đó hồi nãy tôi có nói đến bốn bước đó, tại vì nếu mà theo dõi đó trong 10 năm vừa rồi, từ cuối năm 2008, bây giờ chúng ta là đầu năm 2019 đó, đó họ đã bốn lượt chạy theo giải quyết vấn đề này sinh ra vấn đề khác, và cho đến cái vừa rồi đó, đó là hôm như hôm 15 tháng 3 vừa rồi đó, thì họ mới ban hành những cái biện pháp này biện pháp kia, ra thêm một cái đạo luật về đầu tư mới các thứ động, để tránh để bị nước Mỹ đó đó là quạt kia đó, nhưng mà đó là những chuyện chạy lòng vòng không. Lúc nãy ông có đề cập tới một cái chữ nó có nghe khá chuyên môn về mặt ngân hàng, đó là Bank of International Settlement, Settlement tức là ngân hàng thanh toán thanh toán quốc quốc tế. tế. Và ông nói rằng nó là một ngân hàng trung ương của các ngân hàng trung ương. Đó. Ông muốn nói rằng vậy là nó bao trùm tất cả mọi định chế ngân Tất hàng trên thế cả giới. nó có cỡ chừng ba mươi mấy quốc gia đã, họ hùn tiền nhau và lập ra một cái cơ chế đó, đó để theo dõi cái tình hình thanh toán của các cái ngân hàng trên thế giới, và họ cho ngân hàng trung ương của những nước hội viên đó biết rõ về cái tình hình đó. Thấy không? Thế thì cái đó vì vậy người ta mới nói rằng đó là cái ngân hàng trung ương của các ngân hàng trung ương. Nó có thẩm quyền gì ạ? Thì gọi họ Nó chỉ là tư vấn thôi. không để tư vấn không thôi, nhưng mà khi mà họ đã báo động, khi mà họ nhắc như vậy đó đó, thì các ngân hàng trung ương khác là coi cái đó là biết rằng là họ giỏi, họ theo dõi kỹ, họ có hồ sơ, họ nắm vững vấn đề, và khi mà họ trình bày như vậy thì các cái ngân hàng trung ương đều phải theo dõi hết và đều phải quan tâm. Thế thì vừa rồi đó đó là họ ra một cái phúc trình nghiên cứu đặc biệt về cái hiện tượng ngân hàng chui của Trung Cộng, và họ mới nói rằng là nó lớn vô cùng và nó nguy hiểm vô cùng, và họ vẽ ra được một cái đồ biểu mà nó giống như là một cái ma trận, nó giống như là một cái bùa bắt quái không nghĩa lý gì cả. Đọc cái đó không thôi để hiểu ra được là tiền ở bên này, ký thác của người ta vào, của người ta là những ai, ba thành phần dân chúng như vậy, ký thác vào đâu, vào bốn năm cái cơ chế, về mấy cái cơ chế đó nhận tiền ký thác đó chuyển qua cho những người khác, cho các cái cơ chế khác vay ra làm sao, và đồng thời đó là còn chuyển luồn xuống dưới, tức là cái gọi là ngân hàng chui đó là không ghi vào trong sổ sách, thì ngân hàng chui đó tài trợ những ai cho những gì đó, và họ tính họ vẽ ra được những cái luồng
giao dịch về tiền bạc nó như vậy. Trong đó đó là họ chú ý nhất là đến cái hiện tượng ngân hàng chui, và cái đó nó là mối nguy của lãnh đạo Bắc Kinh. Thành ra lãnh đạo Bắc Kinh có thấy không? Thấy. Thành ra họ cứ là từ thời Tập Cận Bình, chút nữa chúng ta sẽ phải trình bày lại đó một chút cho nó hơi, tại vì nó hơi chuyên môn thì tôi cố gắng tôi đi từng bước một. Tức là Tập Cận Bình đó là đã có cái vấn đề, nhưng mà cái vấn đề nguyên ủy nó nằm từ năm 2002 cho đến 2007, và cái thế hệ lãnh đạo đời thứ tư đó của Hồ Cẩm Đào làm tổng bí thư và Ôn Gia Bảo làm thủ tướng đó thì đã nói đến cái nền kinh tế gọi là 4-0. Không. Một là không cân đối, không có phối hợp với nhau, không công bằng và không bền vững. Thì họ muốn giải quyết cái đó, họ đã nêu cái đó ra rồi, họ định giải quyết đó. Đúng một cái đến năm 2008 thì lại bị cái nạn khủng hoảng tài chính dẫn đến cái nạn tổng dư trầm trên thế giới 2008-2009. Chúng ta có nhớ cái cách đây 10 năm rồi, khiến cho cái luồng giao dịch của các nước đó nó bị kẹt, rồi bị nạn ách tắc tín dụng. Thế và kinh tế của Trung Cộng lúc đó đó là mất cái thị trường xuất cảng của họ sau khi đã đầu tư vào quá nhiều, thành ra mới lật đật bơm tiền ra về cái hệ thống gọi là tăng chi của ngân sách của trung ương đó, ngân sách quốc gia đó là thêm có chừng gần 800 tỷ, nhưng mà bơm thêm tín dụng tổng cộng lên đến 2.800 tỷ đô la. Nhiều lắm nhưng mà không, với một cái nền kinh tế lúc đó đó là có sản xuất ra được cỡ chừng 10.000 đô la, bởi vì 2.800 tỷ đô la bơm ra thì đó, cái đó đó là mấy gây ra vấn đề. Thì vừa sau đó đến lúc mà Tập Cận Bình lên lãnh đạo từ năm 2012 đó là đã từ cuối năm 2012 sau cái đại hội khóa 18 đó đã muốn giải quyết mà giải quyết không nổi. Và trước tiên phải giải quyết cái vấn đề chính trị, tức là thanh lọc hàng ngũ đảng viên và thanh trừng những cái đảng viên mà thuộc phe đối lập, đây nhân danh cái chuyện gọi là cưỡi ngựa cưỡi cọp diệt ruồi đúng không? Đúng rồi. Đả hổ diệt ruồi và gọi là diệt trừ tham nhũng. Trong khi đó vẫn chưa có giải quyết được cái cơ chế đó, dần dần rồi đến khi đó là đến về sau đó là đến năm 2000, tức là cái nền kinh tế của Trung Cộng đó là bắt đầu gọi là cái nền kinh tế lệ thuộc vào tín dụng nhẹ lại. Và khi mà ngày xưa đó là người dân đó là họ sống họ không có an toàn, thành ra họ có cái tỷ lệ tiết kiệm rất cao, cao hơn mọi quốc gia trên thế giới. Nó không phải chỉ có 30%, cái gọi là lợi tức có khi gần phân nửa. Thì họ tiết kiệm như vậy, họ gửi vào trong ngân hàng và được nói lãi suất rất thấp. Tức là một cái hiện tượng mà người ta gọi là trưng thu tài chính, tức là hiện tượng bóc lột. Thì hệ thống ngân hàng, mà nhất là những ngân hàng trung ương, ngân hàng gọi là của nhà nước đó là dùng cái tiền rẻ đó đi cho vay bừa phữa hết, cho vào những cái dự án nó không ra cái gì cả. Thế rồi cuối cùng sau là đạt được cái mức tăng trưởng làm thế giới kinh ngạc. Lúc đó thế giới u mê, nói trời ơi cả bị tổng dư trầm, mà bây giờ đó là kinh sản lượng kinh tế của Trung Cộng năm 2010 đó là vượt qua Nhật Bản thành cái hàng thứ nhì thế giới. Có thể chút nữa chúng ta sẽ quay trở lại với cái chuyện đó. Nhưng mà thực chất thì không phải là như vậy, không phải là như vậy. Thưa khán giả, chúng tôi sẽ trở lại ngay với Nguyễn Xuân Nghĩa sau ít phút thông tin thương mại.